đang đối mặt với đà lây lan COVID-19 nghiêm trọng tại thành phố Tây An, thuộc tỉnh Thiểm Tây với gần 1.700 ca nhiễm mới chỉ trong 2 tuần gần đây. Đây là đợt bùng dịch nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc kể từ khi virus xuất hiện 2 năm trước, và Trung Quốc vẫn áp dụng chiến lược Zero COVID, quét sạch F0 trong cộng đồng. Tây An với 13 triệu dân bị phong tỏa nghiêm ngặt. Thế nhưng mới đây, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã công bố thông tin chi tiết về dòng BA2 của biến thể siêu đột biến Omicron. Đây được gọi là dòng virus tàn hình vì khó phát hiện hơn so với dòng nguyên bản của biến thể Omicron. Theo các nhà nghiên cứu Trung Quốc, biến thể Omicron được chia thành 3 dòng BA1, BA2 và BA3, trong đó BA1 là dòng phổ biến nhất, còn BA2 được gọi là dòng tàng hình khó phát hiện hơn vì dòng này không có đột biến mất đoạn trong gen S, vốn là đặc điểm của virus Omicron nguyên bản. Tại Trung Quốc, một ca bệnh nhập cảnh nhiễm dòng BA2 đã được phát hiện tại tỉnh Quảng Đông. Bệnh nhân là một người đàn ông 31 tuổi, đi máy bay từ Muscat, Oman đến Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông vào ngày 24 tháng 12 và được chuyển đến một khách sạn cách ly tập trung. Ngày 27 tháng 12, người này nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đến Bệnh viện Nhân dân số 8 Quảng Châu để điều trị. Theo hình ảnh chụp CT ngực, bệnh nhân có vùng viêm ở cả hai lá phổi. Ngày 28 tháng 12, kết quả giải trình tự trên cho thấy bệnh nhân nhiễm dòng BA2 của biến thể Omicron. So với virus SARS-CoV-2 nguyên bản được phát hiện ở Vũ Hán, dòng BA2 có tới 67 thay đổi ở nucleotide. Ở cấp độ protein, tổng số 49 đột biến axit amin đã được phát hiện, bao gồm 27 đột biến ở protein gai. Theo các nhà nghiên cứu Trung Quốc, đặc điểm sinh học và khả năng lây truyền của BA2 có thể khác với Omicron nguyên bản gốc vì dòng này có nhiều khác biệt về bộ gen. Tuy nhiên, để đưa ra kết luận cuối cùng về tác động của BA2, giới chuyên gia cần nghiên cứu sâu hơn và tiếp tục theo dõi trong thời gian dài. Vào ngày 26 tháng 11, biến thể Omicron được Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp vào nhóm biến thể đáng quan ngại VOC. Ngày 27 tháng 11, mẫu trình tự trên đầu tiên của dòng BA2 được Cơ quan Y tế Nam Phi cập nhật lên sáng kiến toàn cầu về chia sẻ dữ liệu bệnh cúm GISAID. Đến thời điểm hiện tại, tổng số mẫu trên dòng BA2 trên GISAID đã lên tới 89 mẫu, chủ yếu là từ Nam Phi, Đan Mạch, Canada, anh, Mỹ, Ấn Độ, vân vân. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cuối cùng đã lên tiếng về một biến thể COVID-19 mới được gọi là IHU hoặc là B16402, lần đầu tiên được ghi nhận chính thức ở Pháp vào cuối tháng 12 sau khi bệnh nhân bắt đầu bị ốm ở vùng Marseille vào tháng 11. Ít nhất 12 trường hợp mắc biến thể IHU được cho là có liên quan đến việc du lịch đến quốc gia châu Phi Cameroon và đã được xác nhận ở miền nam nước Pháp, tờ News đưa tin. Chúng này có 46 đột biến khiến các chuyên gia lo lắng rằng nó có thể có khả năng kháng các loại vaccine hiện có hơn và mặc dù có vẻ không lây lan nhanh chóng, đặc biệt là khi so sánh với biến thể Omicron xuất hiện gần như cùng thời điểm, nhưng kể từ đó đã lây nhiễm rộng khắp toàn cầu. Thông tin chi tiết về chủng mới bắt đầu lan truyền vào cuối năm ngoái, nhưng tin nóng về IHU chỉ xuất hiện trên báo chí trong tuần này sau một bài báo vào ngày 29 tháng 12 thu hút sự chú ý của giới khoa học bên ngoài nước Pháp. Giờ đây, WHO cuối cùng cũng đã lên tiếng về biến thể mới. Ngày 4 tháng 1, Giám đốc Quản lý Sự cố COVID-19 của WHO, ông Abdi Mahamud, đã phát biểu trước báo giới tại Geneva, Thụy Sĩ. Trong khi thừa nhận biến thể đã nằm trong tầm ngắm của chúng tôi, ông mahamoud nói rằng có dấu hiệu tích cực cho thấy IHU không lây lan nhanh chóng. Trong khi IHU đang được WHO điều tra, họ sẽ chỉ được tuyên bố là một biến thể đáng lo ngại nếu được phát hiện là có nguy cơ nghiêm trọng. Các chuyên gia quốc tế khác cũng đã cân nhắc để hạ thấp rủi ro do IHU gây ra, với nhiều người tin rằng nó có thể đã bị Omicron đè bẹp. Trong số này có nhà virus học của làng Đại học Hoàng gia London, tiến sĩ Tom Peacock, một trong những người đầu tiên cảnh báo về biến thể Omicron vào cuối năm 2021. Tiến sĩ Peacock giải thích trên Twitter rằng, ihu thực sự có trước omicron và rằng trong ngần ấy thời gian có chính xác hai mươi chuỗi so với hơn một trăm hai mươi chuỗi của omicron trong thời gian ngắn hơn có nghĩa đây không phải là một chuỗi đáng lo ngại quá nhiều tại thời điểm này thử nghiệm của các nhà khoa học pháp đã phát hiện ihu đã mang đột biến n năm trăm một i lần đầu tiên được nhìn thấy ở biến thể enfa và các chuyên gia y tế tin rằng có thể làm cho chủng này dễ lây truyền hơn nó cũng mang đột biến e bốn tám bốn k có thể có nghĩa là nó có khả năng kháng vaccine cao hơn. Tổng cộng, IHU có 46 đột biến và 37 lần bị xóa. deletion bớt đột biến. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là một ví dụ khác về sự xuất hiện không thể đoán trước được các biến thể SARS-CoV-2 và sự du nhập của chúng ở một khu vực địa lý nhất định từ nước ngoài. Biến thể IHU xuất hiện khi Omicron tiếp tục tàn phá thế giới. Mỹ vừa thiết lập một kỷ lục thế giới mới sau khi báo cáo hơn 1 triệu ca mắc COVID-19 chỉ trong vòng một ngày. Trung Quốc đã kết thúc tuần cuối cùng của năm 2021 với số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng lớn nhất trong 7 ngày kể từ khi nước này phần lớn kiềm chế được dịch bệnh phát sinh trong khoảng 2 năm trước. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 1 tháng 1 thông báo nước này đã ghi nhận 175 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng trong ngày 31 tháng 12 năm 2021, nâng tổng số ca nhiễm cộng đồng có triệu chứng ở Trung Quốc trong 7 ngày qua lên 1.151 trường hợp. Đây là mức tăng ca nhiễm cộng đồng trong một tuần cao nhất kể từ khi Trung Quốc khống chế được đợt bùng phát ở thành phố Vũ Hán vào hồi đầu năm 2020. Đợt dịch lần này, Trung Quốc chủ yếu bắt nguồn từ thành phố Tây An, trung tâm công nghệ và công nghiệp với 13 triệu dân ở Tây Bắc Trung Quốc. Các thành phố lân cận cũng ghi nhận các ca nhiễm liên quan đến ổ dịch ở Tây An, Diên An, nơi cách Tây An khoảng 300 km. Tuần này đã đóng cửa các cơ sở kinh doanh và yêu cầu hàng trăm nghìn người tại một quận phải ở trong nhà. Đợt phong tỏa ở Tây An là đợt phong tỏa mạnh nhất ở Trung Quốc kể từ sau đợt phong tỏa ở thành phố Vũ Hán, nơi ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên vào năm 2020. Ổ dịch Tây An đã cho thấy những khó khăn mà Trung Quốc phải đối mặt trong việc đưa số ca nhiễm trong nước về không khi virus liên tục đột biến thành các biến chủng có khả năng lây lan nhanh, kháng vaccine và lọt qua hàng rào chống dịch nghiêm ngặt. Trung Quốc đang nỗ lực dập tắt bất kỳ ổ dịch nào bùng phát nhằm chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông tại Bắc Kinh vào tháng 2 năm nay. Mức tăng tại Trung Quốc khá thấp so với số ca nhiễm tại châu Âu và Mỹ, tuy nhiên các nhà chức trách Trung Quốc vẫn áp đặt các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt. Quý vị và các bạn thân mến, Trung Quốc là thành trì cuối cùng còn theo đuổi chiến lược không COVID, tức Zero COVID, hay còn gọi là đối phó không khoan nhượng, để đưa số ca nhiễm về không bằng các biện pháp quyết liệt như xét nghiệm, truy vết, phong tỏa diện rộng. Thế nhưng chiến lược này đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ khi diễn biến dịch tại đây chưa có dấu hiệu giảm. Những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo Sức Khỏe Đời Sống. Hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại! Tờ Global Times đưa tin Tây An đã có 175 ca mắc COVID-19 vào ngày 27 tháng 12, cao nhất kể từ đợt bùng phát gần nhất hồi đầu tháng 12 và đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp, thành phố này có hơn 150 ca nhiễm cộng đồng. Là một đại đô thị lớn có hơn 13 triệu dân, từ nửa đêm ngày 27 tháng 12, Tây An đã nâng cấp độ phong tỏa lên mức nghiêm ngặt nhất kể từ thời tâm dịch Vũ Hán đầu năm 2020. Ngoài việc người dân không được phép ra khỏi nhà, thông báo mới nhất nêu rõ không phương tiện nào được phép lưu thông trên đường trừ những xe phục vụ công tác kiểm soát dịch. Giới chức cảnh sát và y tế sẽ kiểm tra nghiêm ngặt các phương tiện và những trường hợp vi phạm có thể bị bắt giam 10 ngày. Ông Han Yuxin, chuyên gia y tế về phòng chống dịch bệnh, cho hay Việc phát hiện số lượng lớn các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Tây An là nhờ kết quả của chiến dịch xét nghiệm đại trà thường xuyên, cho thấy nhiều bệnh nhân sống trong những khu vực nguy cơ cao mà trước đây chưa được biết đến. Chuyên gia Han tin tưởng quyết định phong tỏa chặt chẽ sẽ làm chậm tốc độ lây truyền virus giữa các cộng đồng, đồng thời số ca bệnh mới được phát hiện trong 24 giờ dự kiến có xu hướng giảm sau một tuần. Ông Han nói thêm rằng kinh nghiệm lâm sàng cho thấy rằng những người nhiễm biến thể Delta có thời gian khởi phát bệnh ngắn hơn với hầu hết bệnh nhân bắt đầu phát tán trong 3 hoặc 4 ngày sau nhiễm. Đồng thời với việc nhiều trường hợp tiềm ẩn sẽ dễ dàng được phát hiện trong những ngày tiếp theo của xét nghiệm định kỳ. Sự việc tại thành phố Tây An lần này được cho là biện pháp chống dịch nghiêm ngặt nhất đối với một thành phố lớn có dân số hơn 10 triệu dân kể từ đợt phong tỏa nội bất xuất ngoài bất nhập ở Vũ Hán. Ngày 23 tháng 1 năm 2020, Vũ Hán đóng cửa toàn bộ thành phố trong 76 ngày. Theo giới chuyên gia, Tây An không cần phong tỏa kéo dài như Vũ Hán do tình hình hiện nay đã khác. Biện pháp phong tỏa sẽ không được dỡ bỏ đồng bộ, mà theo từng giai đoạn tương ứng với nguy cơ thực tế. Vào ngày 28 tháng 12, Trung Quốc ghi nhận thêm 209 ca mắc COVID-19 mới, mức tăng cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái khi đại dịch càng quét tại thành phố Vũ Hán, Mức tăng tại Trung Quốc khá thấp so với số ca nhiễm tại châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, các nhà chức trách Trung Quốc vẫn áp đặt các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt nhất ở thành phố Tây An, nơi 13 triệu dân bị phong tỏa 6 ngày. Các thành phố lân cận cũng ghi nhận các ca nhiễm liên quan đến ổ dịch ở Tây An, Diên An, nơi cách Tây An khoảng 300 km. Hôm nay đã đóng cửa các cơ sở kinh doanh và yêu cầu hàng trăm nghìn người tại một quận phải ở trong nhà. Đợt phong tỏa ở Tây An là đợt phong tỏa mạnh nhất ở Trung Quốc kể từ sau đợt phong tỏa ở thành phố Vũ Hán, nơi ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên vào năm ngoái. Thành phố Tây An đã thiết lập hơn 4.400 điểm lấy mẫu và triển khai hơn 100.000 người tham gia, hỗ trợ đợt xét nghiệm mới nhất. Truyền hình Trung Quốc chiếu cảnh người dân đeo khẩu trang, xếp hàng chờ xét nghiệm trên các đường phố và trung tâm thể thao. Các sinh viên cũng bị cấm rời khỏi ký túc xá đại học, trừ trường hợp cần thiết Kể từ khi phong tỏa thành phố vào tuần trước, các nhà chức trách đã tiến hành nhiều đợt xét nghiệm hàng loạt và đưa gần 30.000 người cách ly trong khách sạn. Các nhà chức trách Tây An cũng tiến hành phun khử trùng toàn thành phố. Người dân Tây An bị cấm xe lái và mỗi gia đình chỉ được cử một thành viên ra ngoài để mua hàng hóa 3 ngày một lần. Các biện pháp phòng dịch mới được chính quyền Tây An công bố, không phương tiện nào được phép lưu thông trên đường, trừ các phương tiện phục vụ công tác kiểm soát dịch. Cảnh sát và giới chức y tế sẽ kiểm tra nghiêm ngặt các xe ô tô và những người vi phạm quy tắc có thể bị giam giữ 10 ngày và phạt 500 nhân dân tệ, tương đương 78 USD. Ổ dịch Tây An đã cho thấy những khó khăn mà Trung Quốc phải đối mặt trong việc đưa số ca nhiễm trong nước về không, khi virus liên tục đột biến thành các biến chủng có khả năng lây lan nhanh, kháng vaccine và lọt qua các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt. Trung Quốc đang nỗ lực dập tắt bất kỳ ổ dịch nào bùng phát nhằm chuẩn bị cho thế vận hội mùa đông tại Bắc Kinh vào tháng 2 năm sau trung quốc là thành trì cuối cùng còn theo đuổi chiến lược không covid zero covid hay còn gọi là đối phó không khoan nhượng để đưa số ca nhiễm về không bằng các biện pháp quyết liệt như xét nghiệm truy vết phong tỏa diện rộng tây an là thành phố mới nhất được trung quốc triển khai chiến lược này